Hello mọi người. Và chào mừng mọi người quay trở lại với channel của chị Z. Này nhé. Bà cần mình sẽ bán hai bạn kia đi. Vậy hỏi. Đèn tối nhỉ. I don't know why I don't see happiness in this town. Đây. Lim được mấy? Rat 2 này. Quillan 2 này. Này đi. Ba tướng 2 sao thì đánh được anh em ơi, giữ được cái chữ thắng này. Chắc vậy. Làm này đi nhá. Năm, bốn, ba, hai, một. Cái này thực ra mình đánh từ mùa trước ấy. Mình sẽ đánh từ mùa trước. Xong rồi mình, nhưng mà kiểu cái đoạn mà mới ra mùa mới ấy, thì mình không kịp đánh để có clip cho anh em ấy. Thì mình sẽ đăng tạm mấy clip từ mùa cũ này lên, mấy trận cuối của mùa cũ này lên. Xong rồi có clip mới thì mình sẽ chạy nước rút để cho anh em nhé. Chạy nước rút cho anh em có clip xem nhé. Muốn lấy bạn kia level 2, bán Amelie đi. Nếu thắng mình sẽ lấy thêm con con Mark 2 nữa anh em. Đây. Chắc là thắng. Đúng mình cũng khá là ok, không đến nỗi nào. Liềm thì đánh cung thủ hoặc là thú chăng? Cũng chưa biết anh em ơi. Xem ra thì mấy đồ nữa nhá. Ôi giời ơi. Ok. Why don't I, why I don't see happiness in this town? Sách thánh à? Căng thì biết được nhiều. Flawn. Cái đồ này khá là ngon này. Thì mình sẽ chơi cho floor vào nhé. Mình đang bảo là nếu mà không có đồ gì ngon cho floor thì chắc mình sẽ cho floor vào, bởi vì tướng mấy con 2 sao của mình cũng khá là ok. Mình đu 2 này. Vân vân phết này. Này đi. Vậy thôi. Bốn mươi vàng này đi ta. Cho em con Quillan đứng sau này nữa nhé. Búp thêm tí mana này nó chém anh em này. Lò này còn có hồi máu kia khá là trâu.
Lâu đánh lâu cũng chết này. Ok, đang lấy thêm hai kết, không cần hai cái điểm đâu. Và hai kết để cho floor nhá. Floor sẽ gánh team. Kết cho floor hai kết à? Kết đánh gì nhá anh em nhỉ? Kết đánh gì nhá anh em nhỉ? Thú này, hai ra tên. Floor 2 này. Bán tạm mấy bạn này đi thôi anh em ơi. Chịu không? Đành bán tạm. Định lấy thêm văn rau cơ để đấu sĩ anh em ơi, nhưng mà ba giáp của bệnh hướng ấy. Chiêu chiêu vậy thôi. Xếp đội hình hơi xấu tí nhưng mà không sao hết anh em. Con này đi cho nó khỏe. Cái tướng một vàng này thì mình cũng cầm máu mình khá là lâu rồi, chưa thấy có vấn đề gì lắm nào. Chơi thôi, tí nữa ra ra tướng ra đồ nào thì xong mình thành tiếp nhé. Ok, có bán thần cho bán thần rồi nhé. Thêm bạn thủ vệ nữa cũng được. Thôi kệ, đi thủ sĩ đi. Thủ đi nha. Lau nhé. Nghĩ lau khá là gánh em ấy. Cho con lau vào.
Chết trận này mình thấy thế mình giữ nick này khá là ok này, rồi mình giữ máu này khá là ok này, mình đánh khá là ok. Voi. Thay thủ vệ này vào nhé. Ok, bạn này bỏ đi rồi. Ok, có tướng rồi thì chơi thôi anh em. Thêm được một cái nữa. Này cho con rồng nhé. Này cho con... này đi. Cái này thôi. Trông mày hơi toang em ấy, mất cái chuỗi thắng của mình. Sẽ để này đi. Đồ cho dần cho rồng khá là chuẩn này. Một thương bắt bên kia, một thương bắt giữa. Cho này ra đây. Này thôi em. Mình vẫn sẽ giữ floor lại nhé, bởi vì cảm giác con floor 2 này khá là gánh đam. Khi gánh đam hơn cả con Grack ấy chứ. Nhà mình sẽ cứ giữ con floor này vậy. Chơi được 4 nguyên tố, 3 đoạn lạc. Thì có thêm con nắc thì bỏ con floor đi thôi. Bán thần. Bán thần thì cho vào cũng được nhỉ, nhưng mà mình có bán thần lau cũng chỉ lau một thôi. Mà bây giờ có Grack 2, Omen 2 chẳng lẽ không cho vào. Ô, mình chưa mất chuỗi à? Trời mất quá rồi, tưởng mất chuỗi rồi mình ra lướt lướt điện thoại phát. Nào tập trung chơi nhé. Grab. Lo là bỏ nha. Cho hai bán thần vào đi. Này đi. Này cho con rồng thổi luôn, cái này cho con khi mình nếu mà thêm nắc vào mình chưa chắc mình cho nắc vào. Bốn hắc à, bây giờ mình đang cần một cái ngọc đại anh em ơi, trong ngọc đại sẽ rất là ok thì cho chơi Illu, chơi Nakot các thứ. Vẫn còn khá nhiều Nakot nè, chắc vẫn lấy được rồi. 100 máu này, tu bè này, voi này. Speak my true name. Justice reigns supreme. Cót này, đây rồi. Xin là cót nha. Cái này đi. Cái này, cái này cho rồng cho, này cho cót luôn à? Này cho cót này. Đó, này thì rồng mình sẽ thổi được, vẫn thổi được luôn. Này cho men đi. Để cho nó có đi.
xuống có khi nó bất tử chém thêm phát này. Thường bắt bài này nãy mình cũng thấy bạn này rồi nhưng mà cũng chẳng gì mà khắc chế được bạn này anh em ơi. Bạn này chắc cho mình tan tác rồi, chịu. 6 cung mà bây giờ mình đã không có thương, mình đã không đắc, mình không muốn ti được luôn thì khó mà thắng lắm anh em ơi. Khó 6 cung. Chúng mình cũng thích đánh 6 cung mà, đánh mình 6 cung suốt chứ. Chuồng lấy ngọc đại nha anh em nhé. Có ngọc đại, có thương này, ừ, thế cũng được. Thương cũng được. Thương cho thân ca bay. Này 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 này. Ok, này chiêu rồi. Thân ca bay. Thân ca 2 được. Ca cót rồng. Rồng 2 con. Thương bắt giữa, thương bắt đáy. Kệ này. Này thôi anh em. Take my breath away. Đồng thời đẹp này. Úi trời ơi, nó có này. Trông mày cũng tan tác chim muông phết anh em. Một cái ý tưởng nữa bạn thì áp dụng cũng được là bạn có thể cho hai đồ mana này cho nắc ấy, xong rồi bạn thể lắp bán thần vào, thậm chí không lắp bán thần vào cũng được, cho con rồng đánh thường một phát cũng được. Nhưng mà rồng đánh thường một phát thì khả năng nó dễ ăn choáng thì nó sẽ mất chiêu các thứ ấy. Nên cũng hơi rủi ro. Thì nếu mà các bạn có thể cho hai đồ kia cho con rồng là có hai này, ok phết. Thì bạn thể để hai đồ mana kia cho con nắc rót cũng được. Nó sẽ bút sang thì con rồng giữ 40 mana, bạn lắp thêm bán thần vào. Bỏ một hai bạn hắc ám đi cũng được. Tặng sát thủ này. Nhưng mà thứ ra bây giờ mình con hắc ám của mình là con Omen và con Grack ấy, cũng khá là ok. Omen 2. Bảo Omen 1 thì có thể mình cho bán thần vào cũng được ấy, nhưng mà Omen 2 thì mình cứ thổi giữa anh em ơi, thổi giữa. Có bạn Yon để góc kia thì còn đây bạn ấy để góc kia này. Thế này thì thổi không quá đẹp thôi nhưng mà vẫn thổi được. Thổi bạn ấy chắc đi rồi đàn ơi, kiểu cho đi luôn chứ chẳng suýt đi ấy. 5 con rồng chứ lên rồng 3, mình làm trận nữa lên rồng 3 cuối mùa. Không thì nữa có ngọc đại mình sẽ thay hắc ám bắn thần rồi nhé. Góc này thổi vào giữa đẹp hơn này. Góc này rồng mình đứng giữa thổi đẹp hơn anh em. Trong thổi được con Yon rồi. Yon nó xấy hết rồi. Thôi xong rồi đấy anh em. Yon nó xấy con nắp của mình thì gần như là gần như mình chả gì giết nó chứ. Bởi đấy giữa mà rồng mình để giữa thì ngon. Mà thôi, làm sao bắt được hết tất cả các nhà anh em. Chịu hoi. Sao bắt được hết. Rồng lên 9 nha anh em nhé. 9 tìm nốt những Illu. Thấy Illu à. Đan sâu một máu. Hey, khổ thân bạn vui lắm. Giờ xin ngọc đại nữa ngon anh em ơi. Có ngọc đại xin lại hết ý luôn.
Nga Ngọc Đại, voi nữa này, Nga Cót này, chắc phải ai nhá, cho này cho con voi nhá, nó tanh một tí. Ok, mình gặp bạn này này, bạn này thương giữa này, góc này thì mình sẽ thổi con cát bạn ấy. Đã thổi góc vẫn đẹp hơn anh em ơi, thổi góc này trông yên tâm hơn là thổi thổi ở giữa. Ngoại trừ gặp cái bạn Yon kia thì mình hơi hơi căng thôi, nhưng mà không gặp bạn Yon đấy thì cũng chắc cũng chả sao, chắc vậy. Góc này thứ là thổi giữa cũng đẹp này, thổi giữa thổi được cả thên, thổi được cả teo, thên trông cũng đẹp căng đấy anh em ơi, thên trông căng đấy. Úi giời, úi giời ơi, úi giời ơi, ulti cho phát. À, mày đấy bạn ơi. Đàn Snow may mắn đấy. Cũng may mắn đấy, con Teo 1 cứu bọn ấy. À, con Thên 2 cứu bọn ấy. Xin Ngọc Đại nha anh em nhé. Thần lắm Ngọc Đại. Này cho con Omen này. Thế này Nakot mình sẽ xuống ulti được luôn. Này khá là in 3 rồi. Trận này dễ dễ top 1 đấy anh em ơi. Trông uy tín. Lù luôn này. Sao mà đỡ được bây giờ. Đủ mana anh em ơi. Cho vào luôn đâu nhỉ. Thế bây giờ Nakot 2 với cả là dòng 2 mình cũng đang ok. Để con Nakot 2 ulti một phát được. Vòng sau mình lên nhá. Bây giờ Nakot 2 ulti cũng ok anh em. Nakot 2 xuống ulti luôn mà. Thời gian vừa đó. Khét đấy. Con cát này khỏe đấy. Ui, con cát này khỏe đấy. Này, chém đâu thế nhỉ? Chịu rồi. Thôi lưu nhá. Cái lưu chỉ cần đánh đứng cạnh con rồng thôi nó sẽ ulti được luôn. Thì đây Lu đây con thôi đó, thì con Ilu sẽ búp cho con rồng ulti được thôi. Mình cho con nó có đi, kéo con voi này xuống. Ok, Ilu tiếp này, thương thương bắt bên này này, mình đưa con rồng ra bên này, thương ra bên này. Ủa con voi đây, cái này thôi. Ừ, khá là chuẩn rồi, không có gì. Ủa, con kia lắp thương không đổi sang à? Đâu không, bạn lại thương giữ dùng thổi lưu ấy. Ta có ulti đi em. Ok, phát ulti. Ok, con cát chết. Đi lu ulti, ok. Uy tín anh em, uy tín. Ê, con 7 con rồng đấy anh em ấy. Chắc phải lên rồng 3 ấy. Đi. Con Lily vào nhé. Lily đi. Mình đã hơi muốn giữ nguyên tố lại một tí anh em ơi, để đề phòng. Ê, cho thêm con rồng nữa vào được. Cho hai rồng thổi được. Còn dù con rồng bay xuống chắc nó thổi ngu ngu ấy. Chỗ này góc này thổi ngu này, góc này mày thổi tạm được. Gặp cái nhà bạn này. Này thổi ngu không nhỉ? Bắt được con Teo thôi, thế cũng được, bắt được con Teo cũng được. Ok anh em ơi. Thổi cho phát. Uầy. Được đấy nhỉ. Được phết nhỉ. Nguyên tố mình nó đang giữ lại bởi vì mình đang hơi phân vân nhá. Tại vì mình có cái đồ 40 mana cũng khá là ok. Làm mình tự mình bỏ con bán thần đi, mình đánh hai bán thần thôi. Xong thêm một slot tướng nữa thì mình có thể đánh thêm nguyên tố cũng được anh em ơi. Để đánh thêm nguyên tố cũng hay. Nhiều tướng, I guess. Này nhá các bạn nhá. Bỏ một bán thần đi này. Bỏ con rồng kia này là thêm 2 slot. Thêm deluxe nữa là 3 slot.
Thì nếu mà cái này thêm một slot tường nữa thì mình sẽ có thêm von cát đúng không? Đó thì trường hợp là mình có von cát thì mình sẽ chơi von cát thôi. Thì đấy, xem cái này xem ra slot tướng không nhé. Không ra slot tướng thì thôi. Còn ra slot tướng thì mình có thể cân nhắc chơi thêm nguyên tố cũng được. Trâu thêm team thôi. Cũng chả sao. Nguyên tố hắc ám bán thần. Mình nghĩ mà góp ý cho Garena mà sau này Garena làm ấy. Cho thêm mấy cái thẻ thẻ bán thần, thẻ nguyên tố nữa, thẻ hắc ám nữa. Tha hồ chơi luôn. Tha hồ sáng tạo tướng. Là truy hồn này. Thế thôi, bỏ nguyên tố đi nhá. Này, cái kết à. Cho ai lưu ngoài trong rồng. Voi này, khắp lên voi 3 này. Này, cót này. Khó em ơi. Kết tạm thời chơi hai rồng tiếp vậy. Thương dùng đáy. Ôi góc này thổi đẹp này. Góc này thổi một hàng ngang luôn này. Được anh em ơi. Mong gặp bạn kia. Thì... Ê bạn gặp bạn này này. Thổi một hàng ngang thật này. Đẹp thế. Giờ mình thổi một hàng ngang đấy em ấy. Tiếp. Thôi xong rồi. Có thể voi công ty được phải ngon không? Nên voi công ty được miễn nhiễm khống chế, miễn nhiễm đam. Mà lốc. Ôi, lấy thêm đồ này cho con voi. Đồ này cho con voi nhá. Voi wow, mà rắc quạt rồi không ulti được hay sao ấy. 35 bán thần cộng 20 kia là 55, 55 thêm này 75 nữa. 75 chắc ulti được không? Giờ mới ra Sevira này. Rồng này. Tao có nắp thì thôi không cần nắp nữa. Ra rồng ấy nhỉ. Thương đáy, lại sát thủ ở đây. Đến thế cái bạn một hàng ngang thì mình bị con lưu choáng. Lúc này thổi xấu rồi, nhưng mà thổi con cát cũng được. Ô, không thổi được con cát luôn. Cót ung ti đi em, làm gì đi em. Chà, nó thực sự ấy. Thôi, chết cả rồi. Được đây, được đây, được đây, được đây. Ê, thêm rồng này. Ê, mình lấy được rồng 3 ấy. 4 con rồng, lấy được. Voi 3 này. Tạm thời voi 3 đã nhé. Thương. Quay sang đây phát. Đừng góc tí nha, cho phong thủy nha. Bế con teo này. Teo này. Lào. Khỏe quá anh em. Đi rắc này em ơi. Thằng em đi rắc này. Thêm Lily à. Funny. Tìm nó dùng 3 phát em. Ê đây rồi, đây rồi. Ok. Chết rồi.
Ây, trời ơi, hỏng. Con rồng mình bay nữa. Ôi trời ơi, phá quá. Lên lên con rồng ba bất cẩn quá anh em, vội quá. Ôi thường khéo thua luôn ấy chứ. Ôi bạn này vốn cắt 3 cho con 3 rồi, what the hell. Căng à nha. Mẹ thắng mình này. Đang thắng mình thua anh em ơi. Ai trưởng. Mình chưa có ấy em ơi. Chơi con chưa có phân cát. Từ con này rồi, bỏ ra gen ca. Này. Hóa thần đi, là nó bỏ mà pháp đi. Ừ, giữ con đi rắc lại cũng được. Đi rắc lại thêm. Thêm ma pháp đi. Tại mình đang chưa có ấy em ơi. Chưa có von cát. Này em cho con à ừ, bạn kia còn cầm phone cắt 3 nữa. Bạn kia cầm phone cắt 3 anh em ơi. Giờ thật sự đi lưu 2 đi ok. Đến nơi. Ok. Tìm thêm đi. Này cho con truy hồn đi. Dòng cái này cho Stuklen này cho dòng nữa này. Này cho này này thương này thương men và tạm đấy ạ. Vội quá anh em ơi, cố quá, lâu lâu có dòng ba anh em. Lâu lắm rồi có dòng ba nào đi luôn này. À không chưa đi đâu, mình có vòi ba đi lưu hai. Nó tên này hết đi lưu giết một tí. Thổi phát em. Kê vẫn sống anh em, thôi sống là được. Thì sao anh em. Vội lắm rồi. À, trên này sẽ thánh đi. Sẽ thánh. Không sẽ thánh nhỏ rồi. À, đồ này đi. Cuốn qua anh em ơi. Qua. Một cát này, ê, được đấy. À, tỉnh lấy cái kia cho con. Cái này cát không có sách thánh anh em ơi. Bình tĩnh đi, mình làm cho con là cốt. Trông cũng phải hơi căng anh em, còn con cát bà này trông trông nó gớm ghiếc quá. Dùng 3 voi 3 không ăn thua luôn. Voi công ty. Voi công ty ok. Thổi phát. Thổi phát nữa. Khỏe đấy anh em ơi. Cũng căng kèo đấy nhưng mà vội quá. Để ra cả rồi mình xử lý tốt hơn được không. Khó. Có sách thánh thì may ra ngon. Đây đây. Nên vậy thôi, với mình đến đây là kết thúc rồi. Bạn thích clip trên thì hãy like, subscribe. Bên dưới góp ý bạn thì giúp mình phát triển kênh nhé. Bye bye.